Hello, chào các bạn. Các bạn có khỏe không ạ? Mình thì rất là khỏe ha. Lâu rồi mình không có làm clip. Hôm nay mình cũng đọc được rất nhiều bài báo về cái thông tư 24/2023 của thông tư của Bộ Công an ha. Là nó thay đổi vào ngày 15 tháng 8 2023, tức là từ ngày 15 tháng 8 2023 trở về đây là nó cái hiệu lực, tức là nó thi hành. Thì đối với mà cái xe bạn, khi mà bán xe thì giữ lại biển, rồi biển định danh, rồi thu hồi biển, rồi nộp hồ sơ sang tên, rồi định danh cho tài khoản thay cho cái căn cước công dân, rồi các bước mà mình sang tên, thì theo mình hiểu nó cũng đơn giản các bạn. Thì trước giờ mình mua bán xe thế nào thì bây giờ là mình mua bán xe như thế nấy, không có cái gì khác biệt nhiều lắm. Riêng Bây về giờ cái mình giấy được đăng tờ ký này này. kia ở xã nữa, rất là tiện, với đăng ký được ở cái nơi mà mình đang tạm trú nữa, chứ là mình không có về quê. Ví dụ như là mình ở Trà Vinh, mình đi làm ở Sài Gòn thì mình đăng ký Sài Gòn vẫn được, chứ mình không nhất thiết là phải đăng ký về quê Trà Vinh. Trong khi đó công việc nó rất là bận rộn, mình phải xin nghỉ một vài ngày, nó rất là khó khăn. Riêng mà mình định danh cái biển số, tức là cái biển số nó gắn với cái tên của mình từ ngày 15 tháng 8 2023 này á, thì ví dụ như mình có một chiếc xe mình bán cho người khác, thì thay vì mình làm thủ tục là sang tên đổi chủ thì bây giờ mình chỉ sang cái xe thôi, còn cái biển số và Cái tên của mình á, thì mình thu hồi lại biển, tức là mình giữ lại biển. Hồi trước đó thì mình sang tên, mình đổi cà vẹt này kia, còn bây giờ mình làm cái thủ tục thu hồi. Thì thay vì mình sang tên, bây giờ mình thu hồi, tức là người chủ xe của mình vẫn giữ lại được biển ha, trên cái giấy thu hồi. Tức là trong vòng 30 ngày là bắt buộc mình phải làm cái thu hồi đó. Hồi trước là 30 ngày là mình phải sang tên, nếu không sang tên sẽ bị phạt. Còn bây giờ là 30 ngày là mình sẽ thu hồi, mình không thu hồi mình cũng sẽ bị phạt. Thì như thế thôi. Còn mà trường hợp mà các bạn không có sang tên, không có thu hồi thì các bạn cứ chạy bình thường, nói chung là mua mấy cửa hàng các bạn chạy bình thường, gắn biển số để chạy bình thường, thì nó vẫn là xe không chính chủ, nhưng mà mình mua rồi nhưng mà mình chưa sang tên đổi chủ thôi. Trường hợp mà người ta xử phạt cái xe không chính chủ là khi các bạn gây tai nạn giao thông, người ta mới truy ra là xe đó là đã mua nhưng mà chưa có sang tên, thì nó phạt thêm cái lỗi là không chính chủ thôi. Chứ bình thường mình chạy xe lưu thông trên đường đó, thì nó có cái cà vẹt xe ha, cái bảo hiểm xe nó là hợp lệ rồi các bạn. Ví dụ như tôi tên Nguyễn Văn A đi, tôi chạy xe có Nguyễn Văn B, giấy xe Nguyễn Văn B, bảo hiểm Nguyễn Văn B là bình thường, không có gì hết nha các bạn. Chứ bạn đừng có nghĩ là mình phải là sang tên liền sang tên. Nhưng mà trường hợp các bạn mua ở cửa hàng á, thì khi nào các bạn cần sang tên thì người ta sẽ sang tên cho các bạn, người ta sẽ làm hợp đồng hồ sơ thủ tục phù hợp với thời điểm đó, để các bạn không có bị phạt ở cái điểm mà mình 30 ngày không đổi chủ ha. Khi nào mình mua thì người ta sẽ làm hợp đồng lại, rồi người ta thu hồi lại, rồi người ta bạn bốc biển mới đó. Thì cái biển của mình bán đi, mình bán cái xe đi rồi biển mình giữ lại thì nó sẽ thu hồi mình giữ cái biển đó lại trên cái giấy thu hồi. Trường hợp là 5 năm sau nếu mà mình không có mua xe nào để gắn cái biển đó vô thì người ta sẽ lưu vào cái kho biển của quốc gia để bấm biển lại bình thường. Còn trong vòng 5 năm mình mua xe thì gắn cái biển xe đó vô bình thường. Còn hợp mua xe nữa thì gắn biển mới, chứ không phải là cái biển đó gắn tất cả các xe nha các bạn. Nhiều khi mình hiểu lầm ha. Tức là một người có thể định danh nhiều biển chứ không phải là một biển. Còn ông B á, ông mua xe của ông A về thì ông cứ bấm biển số mới bình thường, trường hợp là ông chưa có biển định danh. Còn trường hợp ông có biển định danh mà rồi ông bán xe rồi còn cái biển thu hồi á, thì về mua xe khác về ông gắn vô. Còn trường hợp mà ông chưa có thì nó phải bấm biển mới bình thường, không có gì hết các bạn. Nó cũng đơn giản, nó cũng dễ hiểu, nó cũng không có khó các bạn. Thay vì 30 ngày mình bán xe mua xe, 30 ngày mình phải sang tên đổi chủ, thì bây giờ 30 ngày mình phải thu hồi biển. Cái người mua bây giờ là chỉ lấy chiếc xe thôi, còn cái biển số là giữ lại. Mình nói giữ lại đây tức là thu hồi đó bạn, thu hồi để mình giữ lại cho mình cái giấy thu hồi đó trong vòng mua xe mới 5 năm ha. Mình mua xe mới gắn biển nó vô, còn mình mà không mua thì nó vô cái kho biển số của quốc gia, mình sẽ không có lấy lại biển đó được trong vòng 5 năm đó. Nếu bạn không gắn vô thì nó sẽ hủy ha. Nó sẽ hủy, nó sẽ vô cái kho số quốc gia phải bấm lại cho người khác, đó là bình thường. Còn mình mua xe khác gắn biển, còn mua xe khác nữa thì bấm biển mới nữa ha. Chứ không phải là nhiều xe nhiều biển các bạn, nó cũng đơn giản chứ nó cũng khó, các bạn đừng nghĩ gì phức tạp.
Còn riêng bây giờ mình thủ tục mà mình thu hồi thì mình có thể nộp dịch vụ công hoặc là mình làm hồ sơ ha, cái đó tùy theo các bạn thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ha, mình có mấy điều chia sẻ các bạn, mong các bạn hiểu rõ ha.